chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huy Family Cuộc Sống Mỹ. Thì các bạn đã biết là những cái video clip ngày qua là Ngọc đã đi Nhật rồi, thì Ngọc muốn review cái nơi ở của Ngọc ở Nhật này cho tất cả mọi người cùng xem, để có các bạn nào mà muốn đi Tokyo, Nhật á, thì có một nơi ở rất là tiện lợi, thoải mái và rất là đầy uy tín luôn. Thì bây giờ Ngọc sẽ quay cái phòng của Ngọc ở cho tất cả mọi người cùng xem là như thế nào nha. Đây, phòng Ngọc đang ở đây. Cốc cốc cốc, tôi là thỏ. Còn mày là thỏ ai nữa? Thỏ đây, thỏ đây. Giọng không giọng dễ sợ luôn. Mở cửa ra, mở cửa ra. Maybe I don't know what this is for. Đây thì các bạn ơi, phòng đây, phòng của Ngọc đây. Bây giờ chồng Ngọc anh sẽ cầm cái máy quay, Ngọc sẽ quay cho tất cả mọi người xem. Welcome to my MTV cribs. Thì đây nè mọi người ơi, đây là một cái căn phòng rất rất là nhỏ, nằm ở giữa một cái gọi là cái trung tâm rất là bận rộn luôn của Tokyo, Japan, Nhật. Thì sau vài ngày ở, mới đầu khi mà vừa bước vô phòng thì thấy ô cái căn phòng này nhỏ quá, tại vì nào vẫn muốn quen một cái phòng nhỏ mà 1.000, nhưng mà sau nhiều ngày ở thì thấy cũng được thôi. Nhưng mà giá cả chút mình nói sao, bây giờ mời tất cả mọi người thấy trên đồng này. Khi mà bước vô á thì giày dép các bạn để ngay chỗ này. Đó, còn hai có hai đôi dép ta để cho ở đây ngay chỗ này, thấy không? Bỏ nhẹ đôi dép ra. Đó. Đây, thì các bạn bước vô. Come over baby. Các bạn bước vô là thấy hết cái phòng rồi đó. Đây, show them the room. Đây, very tiny room. Cái phòng chỉ có một cái giường, vô đúng cái giường. Còn bên đây là có một cái tivi. Baby hold on. Bên đây là có một cái tivi, có một cái bàn nhỏ nhỏ để mình làm việc, có một cái ghế. Ở dưới đây nè, ở dưới đây là có cái tủ lạnh, không có nước uống gì hết đó, chỉ có mình muốn để đựng đồ gì mình đựng à. Baby, can you come over here closer please? Ở đây thì có một cái máy để nấu làm nước nóng, rồi có hai ly nhỏ nhỏ để mình uống nước. Còn ở trên đây thì có cái đồ tivi các bạn. Đồ nó hơi bị bận rộn một chút, tại vì Ngọc ở đây cũng được mấy ngày rồi, Ngọc mới review cho tất cả mọi người cùng xem. Đồ đạc quần áo để đây quá trời luôn. Các bạn, cái máy sấy tóc này Ngọc cực kỳ thích. Các bạn coi cái máy sấy tóc nè, very compact. Yeah, đây nè, rồi cái mở lên. Ủa rồi, phải gắn vô, nhưng mà xài rất là tốt luôn. Ngọc rất rất là thích cái máy sấy tóc này luôn, coi nè, quá tiện lợi, nhẹ nhàng gọn ghẽ mà sấy nó rất là hiệu quả luôn. Ngọc ước gì Ngọc mua được cái máy này ha. Bây giờ đi mua đã hết thời gian rồi. Thì đó, đây là chỉ là một cái góc nhỏ thôi để mấy chai nước uống, rồi để sạc pin, sạc đồ. Rồi baby, look at that little thing on the side of the bed. Cái gì này? Pull it off. Này ha. You don't even know what it is, right? Cái này là gì đây? Flashlight. Có cái đèn pin nữa, hay nha. Baby, power. Closer, come closer. Power outage. Là cái đèn pin này là gắn vô đây. Gắn vô đây cái xong gỡ ra, cái này là pin ha, ngộ ha. Cái này Ngọc không biết luôn á, chồng Ngọc không biết anh chỉ Ngọc đó. Hay đó, cái này là hay đó nha. Rồi đây là một là cái các bạn, đây là cái giường để ngủ nè. Cái giường ngủ này là có tất cả những con công tắc, có tất cả những cái này là để air conditioning, máy lạnh nè, rồi chui sạc pin, chui cắm rồi này kia. Còn cái này để đây không biết làm gì, đây không biết. Chắc giới thiệu cái gỗ này. Cái gỗ được làm, cái gỗ này là bằng cái gỗ ấy nè, giới thiệu nè. Show the spray. Giới thiệu sản phẩm nè. Còn cái này á, là để xịt cho nè các bạn. Thường thường mà niệm với giường mình á, là muốn cho nó thơm á, là mình phải mua cái nước này về để mình xịt nè. Đó, là nó thơm, thơm gối, thơm niệm rồi này kia vậy đó. Cái niệm này á, nói chung á, là nằm á, nếu mà nói về mà cái mức độ thoải mái của nó đó, thì Ngọc thấy cũng được, chứ không tới nỗi nào. Pillow. Maybe I know what to say, baby. Cái niệm thì Ngọc thấy là nó nằm rất là thoải mái, chứ không tới nỗi nào. Cũng ấm, cũng hơi im. Còn đặc biệt là cái gối ở đây các bạn. Cái gối ở đây nè, các bạn nghe lắc nó kêu gì không? Ngọc không biết trong đây gối này có cái gì. Giống như có mấy hộp nút. Baby, what's inside? BBs. Là gì? Little pellets, little BBs. Mấy cái hộp nhỏ nè các bạn nghe. Mới đầu Ngọc tưởng tượng là nằm nó sẽ rất là khó chịu, nó sẽ rất là đau đầu, nhưng mà không có bạn, nằm không đau luôn. Ngọc nằm hai đêm nay á, có nhiều dạng gối nha. Cái dạng gối này dạng gối mềm nè, không có gì trong đó nè. Rồi cái dạng gối này là cái dạng gối mà cái hộp nút nè. Ngọc lựa chọn cái ngủ cái gối này hơn là cái ngủ gối này. Mới ngộ vậy chứ, qua bên đây Ngọc mới biết là cái dạng gối nó có cái dạng gối khác vậy luôn á.
Đó thì cái phòng này các bạn, khi mà buổi sáng á là nhìn ra là các bạn thấy thành phố Tokyo. Còn cái này là các bạn có thể đóng lại, thấy không? Tối ngủ đóng lại, sáng mở ra là sáng trưng luôn. Đó, rồi bên đây Ngọc đứng lên giường luôn. Bên đây là có cái chỗ máng móc máng đồ. Ở đây có một cái máy này là gọi là humidify, là cái máy thanh lọc không khí ở trong phòng á. Rồi trên kia là có cái Toshiba là máy lạnh. Đó, các bạn thấy căn phòng rất là nhỏ gọn không? Rồi bây giờ vô đây để coi cái toilet. Đó, cái toilet các bạn cũng thấy rất là nhỏ gọn luôn. Có vô có cái toilet nè. Rồi. Too small for two of us. Vô có cái toilet nè. Rồi này cái rửa mặt, rửa miệng, rửa mặt đến mặt đến răng nè. Cái bồn tắm nè. Đó. Các bạn, cái này là dầu gội đầu nè. Cái này là dầu xả nè, cái này là dầu tắm nè. Nhưng mà các bạn ơi, dầu gội đầu ở khách sạn cho các bạn là organic aroma herbs. Trời ơi, cái dầu gội đầu này á, không phải là dầu gội đầu dởm nha các bạn. Dầu gội đầu này cực kỳ tốt luôn. Ngọc cực kỳ thích dầu gội đầu này luôn. Với lại Ngọc cực kỳ thích cái sữa tắm này luôn á. Rất là hay luôn. Ngọc nói trời, nhiều lúc các bạn đi khách sạn á, người ta sẽ không cho những cái dầu gội đầu tốt qua là này kia các nọ. Nhưng mà dầu gội đầu ở đây cực kỳ tốt, cực kỳ đã luôn. Rồi bây giờ cái này Ngọc mới hay nè. Qua đây, qua Nhật là Ngọc thấy cái này hay nè. Các bạn nghe coi nè nha. Bên đây là bên nóng, bên lạnh thấy không? Còn bên đây đỏ là... Đây là bấm đây đỏ nè, đỏ là nóng nè. Nè xanh là lạnh nè ha, mình có thể di chuyển. Đó, mình di chuyển cái này để đi đâu. Này nếu mà lạnh thì mình di chuyển xuống là nó chỉ xuống khung mức cổ mức độ lạnh, còn di chuyển nóng là xuống mức độ nóng nè, thấy không? Còn bên đây là nếu mà muốn mà cái giò thường á thì bấm xuống, mà muốn mà giò sen á là bấm qua đó. Thấy không? Còn mà muốn tắt á là bấm ở giữa, thấy không? Cho bạn nào mà anh chị nào cô chú muốn đi Nhật mà họ chưa biết xài đồ á. Đó, muốn giò thường là bấm xuống, nước thường chảy xuống, thấy không? Muốn giò sen là bấm lên, giò sen chảy lên, thấy không? Quá tiện lợi luôn, thấy không các bạn? Wash hands. Rồi da, yeah, rồi. Tub. Đó, rồi đây cái kiến này, đằng đây có cái kiến nhỏ nhỏ nè. Rồi chỗ này là chỗ để đồ của mình. Ở trên đây là có khăn, đầy đủ hết. Đó các bạn, rất là nhỏ gọn và tiện lợi cho một cái phòng khách sạn ở Tokyo các bạn. Đóng cửa lại. À quên nữa, đây chỗ này người ta để giấy nè. Cần các bạn biết một điều gì nữa không? Một điều là các bạn biết là cái cửa này nè, để này nè, không để làm gì, không mở là được. Cái phòng nhỏ gọn này các bạn biết với mức giá là bao nhiêu một đêm không? Baby, how much per night? Chồng Ngọc là người book nên Ngọc hỏi anh cho tiền. Well, all together is about a little under $600 US dollar. So it's 180, 190 a night. Tất cả mọi thứ tổng cộng lại là cỡ khoảng 190 đô một đêm các bạn. Là cỡ khoảng để Ngọc bao nhiêu tiếng tiền Việt thì Ngọc sẽ ghi xuống cho tất cả mọi người cùng xem. Đó, mà cái căn phòng 190 đô một đêm là Ngọc nghĩ là 4,5 triệu. 4,5 triệu, 4,6 triệu được một cái căn phòng nhỏ ở Tokyo như vậy các bạn nha. Tokyo rất là đắt đỏ nha các bạn. Đó, nên là cái căn phòng như vậy là mình là không phải, Ngọc nghĩ không phải mắc đâu. Úc của chay nó có mấy cái... the size of our bedroom at home. Smaller. Including the bathroom. Oh yeah. Úc của chay nói hả, sao chị ba không nói em để em mướn cái Airbnb. Airbnb bấm gì của nó đó. Nhưng mà Ngọc không, Ngọc thấy cái này được rồi. Nó nói Airbnb mướn sẽ rẻ hơn. Nhưng mà Ngọc không biết Airbnb nó đâu, nhưng mà ở đây cái khu này ở là rất là gần với tất cả những cái trung tâm, những cái chỗ luôn. Ngọc có chỗ để ngồi, Ngọc edit video, rồi cái đây thùng rác nè các bạn thấy thùng rác không? Đó, rồi có cái này nữa nè, khăn giấy nữa, đó, khăn giấy, đó. Mấy cái mỗi sáng sớm, Ngọc chưa kể các bạn, mỗi sáng sớm khi mà mình không có ở trong phòng á, người ta sẽ máng cho mình hai cái bịch màu đen để đây, là các bạn biết bịch gì không? Là bịch để đựng khăn. Đó là để mình đi chiều nào mà đi từ sáng tới chiều về cũng thấy hai cái bịch khăn mới để đây, người ta cho mình khăn mới. Còn đây á, là những cái người, mỗi phòng có một cái số nhất định, là trước khi vô là người ta sẽ cung cấp mình cái số, là vô mình tự bấm cái số. Đặc biệt khách sạn này không được hút thuốc nha các bạn. Từ ngoài vô trong là không hề được hút thuốc trong khách sạn. Nên là khách sạn
cái mùi rất rất là thơm luôn. Đây các bạn nhìn cái khách sạn nè, từng phòng kế nhau hết. Thấy không? Không được, không được, không được hút thuốc. Đó, thì đó, cái phòng mà khách sạn của Ngọc là Ngọc review sơ sơ cho tất cả mọi người là như vậy thôi đó. Đồ đạc đã đóng lại hết, đã đóng lại hết rồi các bạn. Hồi nãy là rất là bừa bộn luôn, chuẩn bị là đi về. Nên là sẵn review cho tất cả mọi người cùng xem, nên là phải gọn gàng sạch sẽ. Chỉ còn ngủ một đêm nữa thôi là xong ở cái khách sạn này rồi. What do you think about the hotel, baby? So I think this hotel is pretty good. I did have breakfast one of the days. Oh yeah. It was not good. Yeah. Quên nữa các bạn, khách sạn này là khi mình book là có thêm ăn chung với lại ăn sáng nữa, nhưng mà chồng một nói là ở thì được nhưng mà ăn sáng thì không ngon. It was, the food was okay, but it was more for Asian people and not American style. Anh nói là đồ ăn là chủ yếu cho người châu Á chứ không phải cho người nước ngoài. Tại anh khó ăn đó, đừng nghe. Yeah. But the room, everything here, the tub, the accommodations, it was okay for the price. Anh nói là cái giá cả cho cái phòng với lại tất cả mọi thứ đây là cái giá là ok chứ không có quá mắc mà không có quá ấy, không có quá rẻ. Nói chung là duyệt. Wifi thì rất là mạnh. Ăn sáng thì Ngọc không ăn sáng bữa nào hết. Great wifi. Nên Ngọc không có đánh giá được cái bữa ăn sáng cho tất cả mọi người cùng xem, nhưng mà đối với anh khó ăn mà. Anh nói gì anh nói đi, đừng nghe mấy cái đó. Mấy cái gì mà đáng nghe thì Ngọc nói với mấy bạn nghe, chứ không đáng nghe đừng nghe. Rồi Ngọc tính nói cái gì nữa ta? Ăn sáng là được trả chung vô lên với lại cái tiền phòng luôn các bạn. Nên là ai muốn ăn sáng ở dưới lầu á thì ăn sáng trước 9 giờ rưỡi sáng miễn phí cho tất cả mọi người luôn. Rồi cái ăn trưa thì mọi người muốn đi ăn đâu thì đi ăn. Rồi wifi được này kia, tất cả mọi thứ rất rất là mạnh luôn. Đó, thì đó là một cái chút review nho nhỏ về cái phòng mà Ngọc đang Ngọc ở ở. Cái khách sạn này tên gì? Phải cho tên để cho review cho người ta, đã không cho tên thì sao ta biết được đi. What is the name of the hotel, baby? Đây. Super Hotel. Đây. Lelhas. Đây, cái khách sạn này có tên là Super Hotel Lelhas. Các bạn cứ kiếm cái khách sạn này đi là sẽ tới mà nếu mà các bạn muốn ở á. Đó, thấy không? Đúng không? Nãy giờ Ngọc review là không có thiếu, không trượt phát nào không các bạn? Các bạn, Ngọc muốn quay cái toilet cho tất cả mọi người cùng xem là biết sao? Phái cái toilet bên Nhật. Không lẽ bây giờ hả đi qua Nhật mà vô cho toilet ngồi từ sáng tới chiều. Các bạn, toilet bên Nhật này nha. Cái này nè, là cái bấm vô nút này là đồ xịt nè, xịt này là xịt ít bình. Các bạn, cho Ngọc xin lỗi các bạn là cho Ngọc dùng cái từ nó hơi không có được văn hóa, nhưng mà cái này cho nó thực tế. Cái này là xịt là nó xịt xịt ngay chỗ cái đít mình à. Còn cái này á là cái này là gì ta? Baby. What is this? Bidet. I know the bidet, but where is it spray into? Your butt. No, there's one that spray on your. Huh? No, this is the one that spray on your butt. What is this? One of them sprays your butt and one of them sprays the woman part. Một cái là xịt vô cái bàn tọa của mình đi, còn một cái là xịt vô cái chỗ khác. Đó, nói chung là hai cái này là đều xịt hết á. Từ khi nào muốn ngưng thì bấm cái nút ngưng, thấy không? Sạch sẽ không? Còn Việt Nam mình thì làm cái cây mà cái cây ống mà xịt á thì bấm xịt thì mất công mình xịt, còn cái này mình tự bấm nút cho xịt luôn. Rồi, cái hay tiếp theo là cái bàn ngồi á, khi mà ngồi xuống các bạn, nó ấm các bạn ơi. Ngồi xuống nó ấm hỉnh nè, đã lắm. Trời đất ơi, phải chứ, không lẽ bởi vì Ngọc nói không lẽ giờ đi qua Nhật mà ăn ở ngồi toilet miết từ sáng tới chiều nó đâu làm ăn được gì. phái cái toilet chứ không gì đó, phái đã. Các bạn nhớ Ngọc nói nha. Bước xuống khách sạn một cái là ở bên tay phải là cái 7-Eleven, cửa hàng tiện ích ở bên tay trái. Ngọc nói là xung quanh bao quanh mình là tất cả những nhà hàng, tất cả những cửa hàng, nói chung là tiện ích nhất, nhà hàng ngon nhất có thể luôn. Nói chung là xung quanh bao quanh mình là giống như là không trượt phát nào. Ngọc nói là vậy, là các bạn biết rồi, đây là một cái nơi mà rất rất là tốt để ở mà tiện lợi luôn á. Thì Ngọc hy vọng là một cái chút review nho nhỏ của Ngọc để các bạn biết được cái khách sạn ở bên Tokyo sao nếu mà các bạn muốn ở. Đây là trung tâm của sự chú ý và đây là điểm đen của vũ trụ. Không nói giỡn, cái đó không nói quá. Các bạn qua ở đây các bạn biết Lohan Super Hotel nha, Lohas. Nhớ nha. Rồi, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Baby shark.